Thank you.
lấy ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô là chính tác trung thành, là chủng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là đấng đã yêu thương chúng ta, người đã dùng máu người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa Cha của người. Nguyện chúc người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen. Kìa, người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy người và cả những kẻ đâm người cũng nhìn thấy người. Các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc người. Thật như vậy. Amen. Chúa là Thiên Chúa, đấng đang có, đã có và sẽ đến, là đấng toàn năng phán. Ta là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là